sắp bền của nhà thiếu nhi tôn bền. Quá dễ thương luôn ạ, xin cảm ơn các bạn. Sắp đã mang đến cho chương trình chúng ta nguồn năng lượng tích cực đầu ngày, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi xin cảm ơn các bạn. Sắp nào có một thông tin cực kỳ thú vị là ở nhà ba bạn này đều tên là Sắp luôn, cho nên là mới thành lập Sắp Bền đó. Dạ, và nguồn năng lượng đầu ngày như thế này là quá đủ để chúng ta bắt đầu một kỳ thi, và chúng ta làm là một kỳ thi ép cỡ. Các bạn sẽ ngồi ở đây và thi em yêu chữ nghiệp, đúng không ạ? Xin hỏi là các bạn thí sinh ở đây, các bạn đã sẵn sàng chưa? Ủa sao đi thi mà có người đắt đầu chưa ra? Ăn sáng chưa? Ai chưa ăn sáng giờ ta chú xem. Đó, vậy mà chưa sẵn sàng, đúng không ạ? Vậy thì từ nguồn năng lượng tích cực này đến từ Sắp Bền thì Vũ hy vọng là các bạn sẽ có được những cái nguồn năng lượng tuyệt vời để hoàn thành tốt phần thi của mình nha. Ở đây ai tự tin mình viết chữ đẹp tiếp tục vừa là Vũ còn. Trời ơi, vậy mà cũng có bạn nắm bạn, 6 bạn giơ tay tự tin tuyệt vời. Chúc các bạn sẽ có một bài thi thành công nhất trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Còn bây giờ để thay đổi không khí, hồi nãy chúng ta nghe liên tục hai bài để được Sắp Bền với một với phong cách rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn nhắm lại những phong cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, khéo léo đến từ các bạn đội aerobic nhà thiếu nhi thành phố với tiết mục Trái Đất Này Là Của Chúng Mình. Vỗ tay.
rất cho rằng đây đến ngày 27 tháng đi và Phương Linh sẽ câu hỏi rất nhiều. Và kính thưa quý vị phụ huynh, quý vị đại biểu, các thầy cô cùng các em học sinh thân mến, hòa trong không khí của lễ hội thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh Kids Fest năm 2023 chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày thành lập nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 1975, 1 tháng 6 2023, chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, chào mừng 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 19 ngày 5 tháng 6 1911, ngày 5 tháng 6 2023, nhằm giúp cho các em học môn tiếng Việt đảm bảo theo chuẩn kiến thức và kỹ năng thực hành trong thực tiễn, rèn luyện kỹ năng viết chữ đẹp, nâng cao chuẩn mực ngôn ngữ tiếng Việt, giúp các em thấy được sự phong phú của tiếng Việt trong ngôn ngữ nói, viết và sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Nhà thiếu nhi thành phố phối hợp cùng công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Bến Ghé tổ chức liên hoan Em yêu chữ Việt năm 2023 tại nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, và đó cũng chính là lý do chúng ta có mặt trong liên hoan sáng ngày hôm nay. Xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, các chị phụ trách và các thiếu nhi về tham dự liên hoan. Và cùng với tham dự buổi liên hoan Em yêu chữ Việt năm 2023 hôm nay, ban tổ chức xin được vinh dự đón tiếp và trân trọng giới thiệu anh Phạm Ngọc Tùy, giám đốc nhà thiếu nhi thành phố, phó chủ tịch hội đồng đội. Xin được trân trọng giới thiệu anh Hà Tài Sáu, phó giám đốc nhà thiếu nhi thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu anh Lê Ngọc Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Bến Ghé, cùng các đại diện ban giám đốc, các chị phụ trách của 22 đơn vị quận huyện và thành phố Thủ Đức đã có mặt trong buổi liên hoan sáng hôm nay. Và đặc biệt hơn cả là sự có mặt của 150 em thí sinh tham dự liên hoan Em yêu chữ Việt năm 2023. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời anh Phạm Ngọc Tùy, giám đốc nhà thiếu nhi thành phố, phó chủ tịch hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên phát biểu khai mạc liên hoan Em yêu chữ Việt năm 2023. Xin được trân trọng kính mời anh. Kính thưa quý vị đại biểu, quý phụ huynh và các em trong lớp, nhằm chúng ta giữ lại cái nét đẹp của chữ Việt thì ngày xưa có cái ông đồ, bây giờ chúng ta cũng trở thành ông đồ đó, cố gắng làm sao để giữ nét cái truyền thống của mình. Ban giám đốc nhà thiếu nhi thành phố phối hợp với công ty Bến Ghé để cho ta tổ chức 3 bảng, bảng A, bảng B, bảng C dành cho khối 3, khối 4 và khối 5 đang sẽ được tranh tài với nhau. Chúc cho các em có một ngày vui trong lễ hội thiếu nhi, chúc cho chúng ta có thành tích tốt nhất, xin hân hạnh chào các em. Và xin mời mọi người sẽ đứng lại sân khấu một chút xíu ạ. Bởi vì ngay sau đây chúng tôi sẽ được phép mời sân khấu anh Lê Ngọc Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Bến Ghé sẽ lên sân khấu nhận hoa thay cho lời cảm ơn từ nhà thiếu nhi thành phố. Xin được trân trọng cảm ơn, kính mời anh ạ. Và ban tổ chức cũng như một trao lại đằng dài đằng lớn lên nữa cho quý đại biểu chúng ta được vào. Xin cảm ơn các em rất nhiều và xin được trân trọng cảm ơn anh và mọi người xin được trân trọng cảm ơn anh Lê Ngọc Hưng ạ. Và như vậy chương trình khai mạc liên hoan Em yêu chữ Việt năm 2023 đến đây đã kết thúc, và ban tổ chức sẽ hẹn gặp lại quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em thiếu nhi sẽ tham dự lễ trao giải liên hoan Em yêu chữ Việt 2023 cũng diễn ra tại sân khấu này vào lúc 11:30. Còn bây giờ thì sẽ là thời gian dành cho các bạn thí sinh của chúng ta cùng nhau tham tài trong chương trình liên hoan Em yêu chữ Việt 2023. Xin chào và hẹn gặp lại lúc 11:30.